Khá bất ngờ khi trong 10 quốc gia sở hữu tiềm lực quân sự mạnh nhất châu Á thì sức mạnh quân sự của Việt Nam hiện đứng ở vị trí số 7. Còn ở Đông Nam Á, Việt Nam đứng vững vàng ở vị trí số 2, chỉ sau Indonesia Anh. Thật là ấn tượng, tự hào Việt Nam mến chào khán thính giả đã trở lại trong chương trình hôm nay. Trong video này, tự hào Việt Nam sẽ cùng các bạn bàn luận về sức mạnh quân sự của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế nhé. Theo thông tin quân sự quốc tế, đứng ở vị trí thứ bảy của châu Á là quân đội nhân dân Việt Nam. Theo Business Insider nhận định, Việt Nam có khoảng 76 máy bay chiến đấu các loại. 1.500 xe tăng và khoảng 65 tàu hải quân bao gồm cả tàu ngầm. Cũng theo thông tin được trang này đưa ra, Việt Nam hiện giờ chi khoảng 3,4 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng hàng năm và là một trong những quốc gia có chi tiêu ngân sách quốc phòng hiệu quả nhất thế giới. Mỹ đến Nga so găng vị thế cường quốc quân sự lớn nhất thế giới. Trong top 10 quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới đến sự chênh lệch giữa Mỹ và Nga là rất nhỏ. Theo đó, dù đứng trên Nga nhưng thực tế điểm ở Index của Mỹ là 0,0712 và Nga theo sát với chênh lệch rất ít 0,0714 đến tức chỉ 0,0002 điểm. Sự vượt trội của Mỹ tiếp tục là do lắm tiền nhiều của khi vượt trội ở các hạng mục vật chất, tài chính, đầu tư chi phí quốc phòng, ngân sách quốc phòng lớn nhất cho đến nay 761,7 tỷ đô la. Đồng thời, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới về mặt công nghệ, các lĩnh vực y tế, hàng không vũ trụ và viễn thông quan trọng. Trong khi đó, Nga tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Trong khi chi tiêu quân sự của Mỹ lên đến hơn 760 tỷ đô la, thì Nga chỉ bằng số lẻ của Washington. Trung Quốc xếp hạng 3 với điểm P10.0722. Bắc Kinh ghi điểm nhờ nhân lực và sức mạnh của hạm đội hải quân. Tới tháng 4 năm 2023, Trung Quốc có hơn 761 triệu nhân lực quân sự sẵn có cùng với 50 tàu khu trục và 78 tàu ngầm, cùng nhiều khí tài quân sự khác. Với sức mạnh quân sự ngày càng được củng cố, Trung Quốc tiếp tục trở thành đối thủ quân sự toàn cầu chính của Mỹ. Điểm qua một số cường quốc quân sự đó để thấy được Việt Nam cũng có vị thế không hề nhỏ. Vị thế này được khẳng định rõ ràng hơn khi năm 2021, Việt Nam chiếm vị trí thứ 24. Nhưng đến năm 2023 đã vươn lên vị trí thứ 19, bỏ xa nhiều quốc gia khác trên thế giới. Năm 2023, Tổ chức Phân tích Quốc phòng Global Fighter đã xếp hạng 145 quốc gia dựa trên sức mạnh quân sự. Kết quả xếp hạng cho thấy Mỹ đứng đầu, tiếp đến là Nga và Trung Quốc đứng thứ ba. Các quốc gia này là những quốc gia có sức mạnh quân sự mạnh mẽ và ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Việt Nam xuất sắc tăng 6 bậc vào top 20 thế giới về quân số. Theo xếp hạng quân sự, điều gì đánh giá sức mạnh quân sự của một quốc gia? Tự hào Việt Nam đã tìm hiểu và bật mí với các bạn. Xếp hạng quân sự dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm quân số, trang bị quân đội, khả năng tấn công và phòng thủ, khả năng hạt nhân, nguồn lực quân sự và chi tiêu quốc phòng. GLOBAL pháp sử dụng các yếu tố như quy mô thiết bị quân sự, số lượng nhân sự quân đội, tình hình tài chính, địa lý và các nguồn lực sẵn có của các quốc gia để đánh giá và xếp hạng sức mạnh quân sự của các quốc gia trên thế giới. Chỉ số Power Index chỉ số sức mạnh được tạo ra dựa trên các yếu tố này và điểm Power Index càng gần bằng không thì sức mạnh quân sự của quốc gia càng lớn. Điểm Power Index của Việt Nam là năm, cũng là số liệu thấp. Điều đó khẳng định sức mạnh của quân sự Việt Nam đang lớn mạnh và có vị trí cao trong khu vực và thế giới. Con số 19 trong bảng xếp hạng có ý nghĩa chiến lược quan trọng, khẳng định rằng Việt Nam là một trong top 20 nước có tiềm lực quân sự lớn mạnh nhất thế giới. Ngoài ra điều này còn có nghĩa là quốc gia này đã đạt được một mức độ quân sự đáng kể trong bối cảnh quốc tế. Các bạn thấy đấy, trên thế giới, Việt Nam cũng sánh vai cùng các nước lớn mạnh về quân sự. Còn tại châu Á, Việt Nam được đánh giá ở vị trí nào? Hãy cùng tự hào Việt Nam tìm hiểu nhé! Đứng ở vị trí thứ 10 trong số những quốc gia có sức mạnh quân sự nhất châu Á lại là Triều Tiên với quân số 6,5 triệu người, kèm theo đó là 460 máy bay chiến đấu, 5.000 xe tăng và 967 tàu chiến, tàu ngầm các loại. Ngân sách quốc phòng mỗi năm của Triều Tiên là 7,5 tỷ đô la. Vị trí tiếp theo là Thái Lan đến một quốc gia láng giềng của Việt Nam với ngân sách quốc phòng 5,4 tỷ đô la, quân số 627.000 người cùng với 76 máy bay chiến đấu, 737 xe tăng và pháo tự hành các loại và 81 tàu chiến hải quân đặc biệt Thái Lan là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay có sức mạnh ở vị trí thứ 8 là Đài Loan với quân số 1,9 triệu quân tổng cộng có 286 máy bay chiến đấu năm 2000 xe tăng các loại cùng 87 tàu chiến tàu ngầm hải quân ngân sách hàng năm của Đài Loan là 10,7 tỷ đô la đứng ở vị trí thứ bảy của châu Á là quân đội nhân dân Việt Nam theo Bacinosi Insider nhận định, Việt Nam có khoảng 76 máy bay chiến đấu các loại, 1.500 xe tăng và khoảng 65 tàu hải quân bao gồm cả tàu ngầm. Đứng ở vị trí thứ 6 và cũng là quốc gia Đông Nam Á có sức mạnh quân sự số 1 chính là Indo. Đất nước 250 triệu dân này có quân số lên tới gần 1 triệu lính, kèm theo đó là 39 máy bay chiến đấu, 418 xe tăng và 221 tàu chiến các loại. Điểm mạnh của Indo là đất nước này có thể tự chủ sản xuất được mọi thứ, từ máy bay cho tới súng ông và xe tăng. Ngân sách hàng năm của Indo là 6,9 tỷ đô la, có dân số 200 triệu dân. Pakistan là quốc gia có sức mạnh quân sự đứng trên Việt Nam hai bậc với một triệu lính thường trực, khoảng 300 chiến đấu cơ các loại, 3.000 xe tăng và 200 tàu chiến. Ngân sách quốc phòng hàng năm của quốc gia này là 7 tỷ đô la. Ở vị trí thứ tư là Hàn Quốc với chi tiêu ngân sách quốc phòng lên tới 43,8 tỷ đô la mỗi năm. Đất nước này cũng có tàu sân bay với số lượng một chiếc. Tổng cộng Hàn Quốc có 400 máy bay chiến đấu và khoảng 2.600 xe tăng các loại. Thêm vào đó là khả năng sản xuất mọi loại vũ khí một cách tự chủ. Khá bất ngờ là Nhật Bản lại có sức mạnh quân sự thuộc vào hàng có số má ở châu Á. Cụ thể, đất nước này chỉ có 311.000 quân nhân thường trực, 280 tàu máy bay, 700 xe tăng và 131 tàu chiến các loại nhưng lại có tới 4 tàu sân bay. Ngân sách quốc phòng hàng năm của Tokyo lên tới 43,8 tỷ đô la. Có sức mạnh quân sự đứng thứ hai châu Á và đứng thứ tư thế giới là Ấn Độ. Quốc gia này hiện có 4,2 triệu quân, 676 máy bay chiến đấu các loại và 4.500 xe tăng. Lực lượng hải quân Ấn Độ cũng cực kỳ đông đảo với 295 tàu chiến. Tàu ngầm các loại và 3 tàu sân bay. Ngân sách quốc phòng của quốc gia này lên tới 51 tỷ đô la mỗi năm. Trung Quốc như một cái tên quen thuộc trong nhiều năm nay với vị thế là quốc gia có sức mạnh quân sự đứng đầu châu Á. Mỗi năm, Bắc Kinh chi tới 161 tỷ đô la để nuôi 3,7 triệu lính trong biên chế của mình. Trung Quốc tổng cộng có 1.200 máy bay các loại, 6.500 xe tăng và pháo tự hành kèm theo đó là 714 tàu chiến, tàu ngầm, trong đó có một tàu sân bay. Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc hiện đang được hoàn thiện và sắp sửa được đưa vào sử dụng. Trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam đã khẳng định được vị tế của mình trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam càng thể hiện rõ nét hơn những thế mạnh quân sự vượt bậc. trải qua nhiều cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành và bản lĩnh. trong khối ASEAN, quân đội ta có sức mạnh vượt trội. hiện tại, Việt Nam đứng vị trí thứ hai trong khu vực ASEAN sau Indonesia 11 anh. Cụ thể, chỉ số sức mạnh quân sự pi của Việt Nam là 0,3988, của Indo là 0,2804, của Thái Lan đứng ngay sau Việt Nam là 0,4302 pi càng bé thì sức mạnh quân sự càng lớn. Trong khi đó, Indone 11 Anh có lợi thế dân số lớn nhất hơn 262 triệu người. Một Indone 11 Anh là một quốc gia vạn đảo nên hải quân nước này khá đồ sộ, với 221 tàu, trong đó có 5 tàu ngầm. Theo số liệu của Giếp, Quân đội thường trực của Indonesia 11 Anh gồm 400.000 quân nhân, còn ngân sách quốc phòng nước này là 6,9 tỷ đô la. Các bạn thân mến, với những con số ấn tượng của sức mạnh quân sự Việt Nam mà tự hào Việt Nam mang lại, chắc hẳn các bạn có một nhận định rõ ràng hơn về sức mạnh quân sự Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Quân sự Việt Nam không ngừng lớn mạnh góp phần giúp đất nước ngày càng đi lên, giữ vững vai trò quan trọng về vị thế quốc gia và tiềm lực quân sự trong thời đại hiện nay. Nếu các bạn biết thêm những thông tin hữu ích nào về sức mạnh quân sự Việt Nam, hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn các bạn tại các video tiếp theo nhé.